tháng 4, mình được tham gia một sự kiện BTS kết hợp cùng với lại Free Fire. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình lại được Gbtver chở đi trên con xe ô tô của Gbtver. Khúc này là đang chở nè, nhưng mà trong lòng khá là hồi hộp luôn. Tại vì bọn mình tới trễ, thì lúc bọn mình tới thì đã đông nghẹt như thế này rồi mọi người. Kiểu mình rất là hồi hộp luôn mọi người, khá là đông luôn nha. Và đây, God of War đây. Nói chung là hôm nay công ty của bọn mình đi khá là đông đủ luôn. Và bây giờ là đang hỏi Gbtver là biết gì đây. Đó, tạo dáng cái kiểu. Nhưng mà bỗng dưng có một anh ở bên chương trình bảo là nếu các em muốn lên sân khấu thì phải cởi khẩu trang. Nên bắt buộc chúng ta phải cởi khẩu trang. Ngày hôm nay chương trình mang tới cho bạn rất nhiều các mời đặc biệt. Và đó là ai ạ? Và đó là Google. Các bạn ạ. Một trăm thỏa cái gì? Chào mừng Google. Chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Free Fire BTS ngày hôm nay. Vỗ tay lớn lên đúng không ạ? Các bạn rất nhiều. Trời ơi, ai cũng xinh đẹp hết như vậy á. Mình vỗ tay hơi nhỏ nha, vỗ tay lại cái nữa nè. Và trong không khí như thế này á, thì không biết là mấy bạn thấy cảm nhận ra sao ạ? Mọi người bạn là vô ngân nha. Dạ, có vẻ hơi hồi hộp nhưng mà màn vỗ tay thật lớn của các bạn sẽ là màn động lực để ngày hôm nay Quân Linh, Giao Bạc và Bé Thỏ TV sẽ tỏa sáng. Một tràng vỗ tay thật lớn nữa đấy ạ. Và còn bạn Giao Bạc thì sao ạ? Gia đình khi mà em từ đây thì em cảm thấy không khí ở đây quá là nóng. Nên là thật ra bây giờ em đang rất là tóc của hơi một bởi vì sợ sẽ không có làm tốt cho nhiệm vụ của mình ngày hôm nay. Tóc của hơi một luôn. Có bạn nào có khăn giấy không? Cho bạn Giao Bạc cả khăn giấy kìa. Chứ tóc của hơi một tội nghiệp quá nè. Nó còn tặng Tết Thỏ Tư Duy thì sao ạ? Không biết là có thể tiết như thế nào khi mà đến sự kiện Free Fire BTS vừa tối ngày hôm nay ạ? Xin mời. Đây là lần đầu tiên em tham gia cái chương trình mà gọi là rất là nhiều bạn, rất là đông. Thế thì là em rung. Rung thì bổ tay như hết rung được mà. Còn em hôm nay như đã hứa với tất cả các fan của Free Fire thì chúng ta sẽ có một tặng show mới đúng nghĩa. Đấy, và chúng ta sẽ chờ vào phòng để chuẩn bị cho show mát ngày hôm nay nha. Thì hôm nay chị sẽ chia làm team bên nữ và team bên con trai để coi cái thử của mình có dám bực nóc nhà hay không nha. Mình cũng không hiểu tại sao thua luôn mọi người. Rõ ràng là ban đầu mình dựa trước là 2-0, sau đó thì mình lại thua là 2-4 mọi người, cay thiệt chứ. Sau đó thì mình lại thua là 2-4 mọi người, cay thiệt chứ. Vậy là tối nay mình từ vừa ngủ ngoài luôn đó mọi người. Chương trình tiếp theo dành cho những chàng trai đến từ nào? Đây là mấy bạn Army. Cực kỳ là dễ thương luôn. Thì đợt này là sự kiện này thì fan của BTS đi khá là đông luôn. Khúc này là mấy anh chị đang nhảy những bài dance cover.
Trời ơi, sau khi mà mình ra ngoài thì khá là nhiều người tới xin chụp hình với mình luôn. Mình cảm thấy là sự kiện này tính ra fan của mình cũng đông chứ bộ. Nói chung là hết người này tới người kia xin chụp hình. Nhưng mà mình cảm thấy là, ủa, sao mình nhỏ bé quá vậy? Ủa cái gì vậy? Sao mà mình lùn quá vậy? Sao mà bằng người ta không luôn vậy? Thế là mình quyết định là mình phải nhón chân cái kiểu mình ra. Sao mình rất là lùn luôn á, sao mình nhỏ bé như vậy ta, bằng mấy cái fan, mấy bí fan mà nhí luôn á, kiểu ôi trời ơi. Những trò chơi nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi trò chơi cấp thú thôi, cho bọn mình đến là đã 8 giờ và bây giờ đã là 9 giờ rồi, nên chỉ còn một mình cái trò chơi cấp thú này thôi. Khúc này là thỏ ti dây gấp nè, và thỏ ti dây gấp được một con mọi người à, mặc dù là không có nhìn luôn nha, mình rõ ràng là mình không có thấy nó nhìn luôn nha, mà nó gấp được. Ủa alo, cái gì vậy? Đây, và bây giờ tới thí sinh cô Ngân Ti Di vô nha. Và cô Ngân Ti Di thì được 2 xu, mỗi người sẽ được 2 xu gấp nha mọi người. Thì lần thứ nhất cô Ngân chật lất. Cái tiếp theo là lần thứ hai cô Ngân cũng chật lất, và cô Ngân quyết định là ăn gấp một xu. Của GBTV để gấp luôn mọi người à. Tức là cô Ngân được gấp 3 lần nữa. Và sau đó thì cô Ngân đã trúng mọi người ơi. Trời ơi. À đây, tới phiên GBTV gấp nha mọi người. GBTV chỉ còn đúng một xu thôi. Và không trúng, bye bye luôn. Cái tội dài gái. Và bây giờ là khúc bọn mình được tặng thêm một con hồ ly nữa cho đủ cặp đó mọi người. Do mọi người gấp gà quá, đi 3 người gấp mà 2 người trúng mà thua 2 người con gái nữa. Hay nhớ, thì bây giờ sẽ là khúc quan trọng nhất, đó là mình sẽ khui hộp quà này ra nha mọi người. Nghe bảo cái này là số lượng có hạn đó mọi người, và khá là nhiều người kiểu ao ước có luôn, nhưng mà mình kiểu mình rất là đặc biệt để có thể nhận được hộp quà này từ Free Fire nha. Đây là một sự kiện của Free Fire và BTS. Đây phía trước này đó, đây là 7 bộ đồ do 7 anh BTS thiết kế. Bây giờ mình sẽ cùng mở nó ra. Wow. Đầu tiên thì mình nghĩ cái này là một cái poster mọi người ơi. Quá trời poster luôn. À đây là một sắp poster mọi người, để mình coi thử ở trong đây là có những cái hình gì nha. Đầu tiên sẽ là poster về Free Fire. Cái này có thể là dán được à. Ủa hai bức này hình như là giống nhau mọi người à. Tiếp theo đó là một bức của mấy BTS. Trời ơi xinh quá à. Lần này là Garena là chơi lớn luôn nha. Phần quà tiếp theo ở trong này là một sticker mọi người. Có ba lô nè, có thính nè, có Free Fire và có ván chuột các kiểu. Tiếp theo là một cái quạt à, quạt của Free Fire và BTS. Khá là mát luôn à. Và một cái kẹt mọi người. Đây như thế này. Ở đằng sau hình như là cái này là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên mỗi phần quà sẽ có một bộ đồ khác nhau thì phải. Và một cái thẻ của Army. Đó, một cái thẻ của Army. Tiếp theo là cái này là cái gì vậy ta? À cái túi. Một cái túi vải nha mọi người, túi vải đeo. Và một cái hộp để bỏ tất cả những cái thứ ở trong đó. Đó, khá là kiểu hấp dẫn luôn mọi người à. Đó, nói chung là mình cũng được gọi là khá vinh dự khi được mời Garena mời đến tham dự cái buổi về họp báo của Free Fire và BTS. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết clip của mình. Ok thì bye bye, bye bye mọi người nha.